Hello everyone, và video lần này thì mình sẽ chơi rất là nhiều game thú vị các bạn ạ. Chúng ta cùng chú ý theo dõi nha. Chúng ta cùng đến game đầu tiên này. Lên banh cho tù vào mặt nó luôn. À, xem phần hại thì làm gì. Ui. Có bóng. À, bóng nước. Đuổi tạo cái gì vậy? Và chạy ném bóng nước luôn. What? Bây giờ ném bom luôn. Trời đất. Con này nổ banh xác có luôn. Chạy về nhà thôi. Thôi chạy nhầm chỗ các bạn ạ. Đó. Ok, và mình sẽ sang game tiếp theo nào. Chúng ta chơi lưu hiệu. Ui. Cái con lợn này nhìn ghê thế.
nay mình khôn mình chua gầm giường đấy các bạn ạ. Nó vào đập chết. Đừng cút mẹ đau. Hả? Nó có mở ra không? Ui dồi ôi, nó mở ra các bạn ơi, nó đập cho tóc sọ rồi. Ok, mình sẽ sang game tiếp theo nào. Thank you.
với cùng vào đêm nhỉ. Game tiếp theo nào. Cờ đất đi hết. Đi xuyên qua được cả góc nhà. Sợ quá, sợ quá, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Trời ơi, phải lát hết pin rồi. Ok, mình sang game tiếp theo nào. Trời đất, dọa nhau thế nào cùng. Ui. Ê, ê, chạy đi, chạy đi. Trời ơi, mày còn đứng em gì? Thôi. Thank you.
hai cái bức tranh này hoàn toàn hai cái bức tranh nó hoàn toàn giống nhau các bạn ạ, chả có cái gì. Ok, mày sang game tiếp theo nào. Kỹ thế nhỉ? Đâu như này
Thắng chưa? Mình giết hết rồi mà. Sao vẫn chưa thắng ta? Ok, thôi. Mình sang game tiếp theo đây. Đợi nó đến bao giờ? Education and work. You should know better. Leo. Ok ok. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Nhanh nhanh nhanh. Okay, now, nhanh!
Ui, bị bắt rồi các bạn ạ. Ok, và mình sẽ sang game tiếp theo nào. Horo Among. Om luôn, sợ thật. Đi lên trên xem này cũng thế. Ôi, ở trong cái nhà này tối quá. À, cửa bị đóng rồi. Và vâng, thời lượng video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.